Mùa xuân năm nay, cô chú anh chị và các em đi chơi vui không? Bữa nay mùng năm nè, nhiều nơi khai trương lắm. Đốt pháo múa lân ở miền Bắc California rộn ràng lắm. Thảo quay cho bà con cô bác coi những cái cảnh đi du xuân đẹp, có những tấm hình kỷ niệm rất là đẹp ở đây nha. Trên đường đi lấy xuân đầu năm. Đó, bà con cũng tụ tập rồi nè. Này là thứ bảy, giờ khoảng 11 giờ. Ủa bác, má. Ủa mình đi ngang. Chỗ này là khai trương xong rồi, đình đám luôn. Hồi nãy Thảo đi ngang thì bắt đầu chuẩn bị cái xong rồi thấy ở dưới kia múa trước, xuống kia quay cái chạy lên đây, cái múa quay được khúc sau. Giờ xếp hàng ra nè. Đây nhiều. 2, 4, 6, 8 chú lân. 9 không? Có một con nào nữa không? À, giờ qua chỗ 360 độ, điểm 360. À, đông quá à. Tết ở đây á, bà con á, mặc áo dài, Vincent cũng mặc áo dài luôn. Rất là thích mặc áo dài. À, mọi người ai có chụp hình vô chụp hình nha. Mặc áo dài chụp hình đẹp nè. Ủa sáng Vincent bận đồ áo dài sao chắc cởi ra rồi. Để xe hả con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chú lân rồi. 11 luôn. Nhiều dữ ha, đòn lân này hoành tráng quá. Đi nè bà con ơi, giờ đi xuống cái tiệm khác nha, để múa khai trương nữa nè, mình đi theo nha, đông vui đó. Cái đó là giống như là điều khiển á. Thảo thấy ở đây có nhiều nhóm chuyên nghiệp lắm, giống như là ta học võ, rồi múa lân, múa rồng luôn. Tới Tết đi biểu diễn cho bà con cô bác ở mấy cái khu mà có kinh doanh buôn bán nè. Khu này là Việt Nam Thao, có rất là nhiều cửa hàng của người Việt. Và bây giờ á, bà con cô bác muốn du xuân ở miền Bắc California thì hay ghé chỗ này, nằm trong khu Lido Sài Gòn. Ở trong khu này á, gần cái bùng binh á, có một nhóm chơi bầu cua cá cọp, rồi đốt pháo đồ cũng vòng vòng ở chỗ này luôn. Nên mấy ngày xuân á, lại đây tập trung ngay chỗ bùng binh này đông. Đòn lân này đông nè, được đặt lịch trước rồi. Cái tiệm á, để một phong pháo dài á, 10 mấy mét luôn. Rồi múa lân nè, đốt pháo cho lân sông đất đầu năm. Lân là một trong những tứ linh ha, long lân quy phụng, nên đầu năm á, để cho lân vô trong tiệm á, mà người ta làm á, giống như nghiêm túc lắm nha. Bữa nay cuối tuần nè, cái người dân ở miền Bắc California hay là xung quanh đây nè, nghỉ làm, cái tập trung đến khu người Việt á, để ăn Tết. Còn hồi bữa mùng 2 á, là ngày thứ ba, Thảo ra đây là vắng lắm. Chỉ có một số người chơi bầu cua cá cọp thôi, không thấy ai đốt pháo gì hết trơn. Cái bữa nay ra nữa, thấy đốt pháo quá chừng. Bà con cô bác ở xa đó có về San Jose ăn Tết á, thì cuối tuần này thứ bảy là mùng 5, mùng 6 là chủ nhật á, thì còn có không khí Tết nha. Bà con cô bác thấy Thảo cứ sao chạy ra trước, chạy ra đằng sau, quay chỗ này đoạn, chỗ kia đoạn. Còn mấy anh chị khác đứng con chỗ quay à. Tại thiệt ra Thảo muốn quay toàn cảnh cho tất cả mọi người coi á. Cái chạy tới chạy lui, chạy ngay lại ngay cửa thấy quá trời pháo luôn, chuẩn bị đốt pháo. Thảo thấy á, pháo nổ đi đùng mà mấy chú Lân á múa đớp mấy cái pháo á, thấy cưng dễ sợ luôn á. Bà con đến đây đông quá ha. Thảo hay quay như vậy nè để cho khắp nơi trên thế giới á, người Việt của mình á thấy được người Việt ở miền Bắc California cũng như ở Mỹ đón Tết năm 2022 như thế nào. Năm nay á thì Tết á, vào giữa tuần, mà ở bên Mỹ á phải đi làm vào Tết Nguyên Đán nên hơi bị hụt hẫng. Bây giờ tới cuối tuần nè, bắt đầu đi ăn Tết muộn nữa. Bữa nay thứ bảy á, cái Thảo ra ngay chỗ Việt Nam Thao, Central Mall nè, thấy người ta khai trương, đi theo mấy đầu lân á, tôi đốt pháo nè, con chú Lân, có đầu lân mười mấy con luôn, có đầu lân 3-4 con. Cũng dễ sợ luôn. Hồi lúc Thảo ra 11 giờ thì thấy chưa có nhiều bà con, bây giờ quá trời đông luôn rồi. Đi theo mấy đồng lân á, vui. Giờ đi qua tiệm khác nữa cô chú anh chị và các em ơi. Thái có phong pháo nè, đem ra đốt mà người ta cứ múa lân rần hoài, Thái chưa đốt được. Bữa nay gia đình Thảo cũng như những gia đình khác á, đi du xuân từ sáng cho tới chiều tối luôn. Mấy bữa nay thì đông vui nè. Ở bên đây á, nghe đùng nữa nè. Có đoàn múa lân khác cũng đang khai trương nữa. Ở đây cũng đốt pháo nhiều lắm nè. Cái phòng này dài chắc cũng mười mấy mét đó. Rồi có 3 chú Lân. Bây giờ cho tới mùng 9 á, nhiều cửa tiệm bắt đầu khai trương, buôn bán trở lại ha. Thảo mến chúc cho tất cả cô chú anh chị em có kinh doanh buôn bán khắp nơi đều làm ăn phát đạt. Trong năm 2022, nhà vạn sự được như ý nha. Gia đình Thảo á, mấy bữa nay nè cứ chở Vincent đi chỗ này chỗ kia cho con trai có kỷ niệm những ngày Tết xa quê hương mà cũng rất là vui. Bữa nay mùng 5, gia đình đi đến tu viện Huyền Không sớm. Thấy mấy chú đang quét pháo nè. Chị Phúc có ghép nữa lại không? Người ta cũng đốt pháo nhiều á. Tết đến vai mang tình cha nơi đất khách, xuân về đầu đội nghĩa mẹ. Chốn quê hồi xưa rồi cũng có nè, có mấy bà con cô bác đến mua đồ ăn chay nè. Happy New Year. Quý cô đang nấu đồ ăn nè, cảnh rất là đẹp luôn. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Có mấy cái quang gánh nè, đủ thứ trái cây hết trơn á, dễ thương rồi nha, chụp hình đẹp lắm á. Mà mình đi lễ Phật trước nha. Ở trong đây mấy cây đào nở sớm nè, mấy chỗ khác á không có nhiều bông giống ở đây, rất là đẹp. Bữa nay gặp cái anh quen nè. Chúc mừng năm mới. Lâu rồi mới gặp anh á. Dạ, chúc năm mới luôn khỏe. Dạ đúng rồi, em cũng vậy. Năm mới chúc anh khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Mấy chú cọp ở đây được phong thái nè, ngầu nè. Cọp này cọp ngầu á. Nó có đốt pháo hả? Mà ai đốt một viên không hả? Hồi lần trước mình đi giấc tối không có thấy cảnh đẹp như lần này hả Thái? Lần này mình đi giấc sáng nè. Sao rộng quá ha. Không biết làm sao còn có cảnh gì nữa không? Đó, ai đốt pháo ngoài vậy? Bà con cô bác á đốt pháo nhiều lắm. Giờ chú dọn dẹp nè, hốt xác pháo. Mọi người á bữa mùng 1 với lại 30 á đến đây đốt pháo. Cảm ơn chú. Dạ, dọn dẹp cho bà con cô bác đến vui xuân được sạch sẽ. Con miền Tây, ở Bến Tre. Dạ. Đẹp không? Con gái Huệ là nghe, người ta phải e chứ này. Đó, vậy đó. Chưa bữa nào về chùa chỉ. Nãy giờ coi hả? Đúng rồi, đi. Dạ, sư con kêu eo dày mới đẹp. Đúng rồi. Đâu cái trứng hoa đã ra, đây là trứng hoa đã ra. Trứng này. Dạ đúng rồi. Giống chiếc thuyền. Chiếc thuyền. Cái này cái thuyền. Dạ. Chỉ là lột tỏi với lại chỉ lột đồ. viết cho mình nữa kìa. Cái model cũng gì chứ xưa đấy. Cái này hơi xẹp. Cây tắc đẹp quá ha. Nhỏ nhỏ mà trái nhiều quá trời luôn. Dưa hấu đỏ. Nhưng mà mấy trái này mới đẹp nè. Đó. À, cái này để cắt đấy hả? Nhiều quá ha. Chưa chín ha, cái này chắc được cỡ tháng nữa mới chín nè. Để mang bỏ tay cho à, tay mình á, nhiều khi mình bóc tùm lum tiền rồi đó, cái mang bỏ tay cho giữ vệ sinh cho chuột. Cái lá nặng anh chứ. Ủa, cái này có mấy cái đậu để chi vậy ha? Không biết có mấy cái đậu để làm gì? Dạ. Ủa, cái bí nè. Cái bí gì to quá ha. Chiếc cầu tre nhỏ nhỏ xinh xinh. Có mấy cái lúa đâu được, có mấy cái lúa nữa nè. Là bánh bán nè hả? Cây đào á, trồng trong chậu này nhỏ thôi mà có bông đẹp dễ sợ luôn. Mà nở đúng Tết nữa. Ở vô đây á, gặp mấy chị cũng biết Thảo nữa. Mấy chị mấy cô ở trong đây nè, chùa rất là thanh tịnh, mấy cô rất là hiền, nấu đồ ăn cũng ngon nữa. Bà con cô bác có đi lễ sinh đầu năm hay là những ngày chủ nhật á, thì ghé tu viện Huyền Không nha, ở đường Story á. Cái này là mấy chị với mấy cô tặng nè, cảm ơn đầu năm. Cái chỗ này đẹp ha, đứng đứng vô chụp tấm hình đi. Tự quay phim luôn hả? Bị ngược rồi, để quay cái máy lại hả? Đó. Định quay nữa rồi nó ngã cái điện thoại luôn, nên thôi Thảo cầm điện thoại quay, khỏi quay mình vô. Ở đây có cái nhà tranh nè, có mấy chữ xuân, mình chụp hình rất là đẹp luôn ha. Bữa nay á, Thảo chia sẻ những ngày Tết ra giêng ở miền Bắc California. Vậy là mùng 5 đã trôi qua. Chúc cô chú anh chị và các em đón năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và gia đình lúc nào cũng tràn ngập niềm vui nha. Hẹn gặp lại trong video mới. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.